Nhìn cái ánh mắt của con Cẩm Lan ở ngoài thú y, mình hiểu được lý do tại sao mấy bạn Sen cứ hay lưỡng lự cho mèo đi triệt sản rồi. Tại vì sót tụi nó thiệt sự á, đặc biệt là mèo cái như Cẩm Lan lại càng sót hơn nữa. Tại vì sót nó nên lâu nay mình đâu có đem nó đi triệt sản, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải đưa đi thôi, tại vì nó gạo đực quá rồi. Giờ này mới đem nó đi triệt sản là đã trễ cả năm so với cái độ tuổi nó có thể triệt sản rồi đó. Cho những bạn chưa biết thì mấy bạn đừng có suy nghĩ sai lầm là mấy bạn chỉ nuôi có một con mèo, hoặc là nhà mấy bạn chỉ nuôi toàn mèo cái và xung quanh con mèo cái đó không có con mèo đực nào có khả năng làm con mèo cái có bầu, thì suy ra là con mèo cái đó không cần phải đem đi triệt sản. No, không có dễ vậy đâu nha. Mèo cái tới tuổi trưởng thành, mấy bạn không có ý định cho nó đẻ mà cũng không đưa nó đi triệt sản luôn thì nguy cơ con mèo bị viêm tử cung sẽ rất cao nha. Cái này mình thấy rất nhiều bạn cảnh báo rồi đó. Tóm lại là mình nuôi nó, mình không có muốn nó bị bệnh, cũng không muốn nhìn nó quằn quại gào thét khó chịu nữa, nên là đi thôi. Sáng ngày mai triệt sản thì tối hôm nay mình đã đưa Cẩm Lan ra phòng khám rồi, cho Cẩm Lan ra đây trước để bác sĩ theo dõi sức khỏe nó một đêm, với lại cũng cách ly nó để nó không có ăn á. Mèo trước khi triệt sản là phải nhịn ăn ít nhất là 8 tiếng nha. Mèo cái thì quy trình triệt sản sẽ phức tạp hơn mèo đực, nên là bên phòng khám thú y triệt sản cho Cẩm Lan, bác sĩ yêu cầu bắt buộc là phải đưa nó ra tận phòng khám nha. Còn mèo đực thì mấy bạn có thể mời bác sĩ tới nhà để làm triệt sản tại nhà. Triệt sản cho Cẩm Lan buổi sáng tới chiều là nó tỉnh rồi, nhưng mà bác sĩ không có cho mình đón về liền trong ngày, tại vì còn phải theo dõi sức khỏe của nó thêm mấy hôm nữa. Trên lý thuyết là con Cẩm Lan nó sẽ ở phòng khám thú y thêm vài hôm nữa, nhưng mà chị ta ở ngoài đây, chị ta muốn trầm cảm luôn. Triệt sản xong là nó không ăn không uống, xịt keo cứng nhắc vậy đó. Cái này thì không có gì bất ngờ đối với con Cẩm Lan đâu, tại vì con Lan nhà mình nó cực kỳ nhát, mà nó còn hay kén ăn nữa. Mình là con Sen của nó nè, nuôi nó gần 2 năm trời mà lại gần nó đâu có được, nên mà bây giờ tự nhiên đem nó ra phòng khám thú y rồi cho nó ở ngoài đó bao nhiêu con người xa lạ, nó xịt keo là đúng rồi. Nên là Cẩm Lan nó chỉ ở lại phòng khám thú y một đêm cái ngày triệt sản thôi. Qua hôm sau là mẹ mình đón nó về, trả chị bé Lan về tụ tâm linh yêu dấu của chị, đem về nhà, nhưng mà con Lan vẫn phải bị cách ly ở trong chuồng chứ không có được thả tự do tung tăng bơi nhảy như bình thường đâu. Hàng ngày thì sẽ có bác sĩ ngoài phòng khám vô chích hậu phẫu cho nó đó, ý là bác sĩ tới nhà chích cho nó rồi đó he. Mà tao nói hả, cái nết của nó cà dựng, bác sĩ thú y thiếu liều phải chui vô trong cái chuồng mới tiêm được cho chị ấy. Thì bác sĩ nói là chậm vía cái vết mang của Cẩm Lan hiện tại bây giờ rất là đẹp. Mấy bạn hay hỏi mình đó là triệt sản cho mèo xong nó có thay đổi về tâm sinh lý bất ổn hay gì không, thì câu trả lời là có nha, nhưng mà không phải con Cẩm Lan mà là con Cẩm Chướng, anh của con Cẩm Lan. Con Cẩm Chướng là nó đã được triệt sản cách đây cả năm rồi. Lúc mình triệt sản cho con Chướng thì con Lan nó không hề có dấu hiệu gì bất thường, nhưng bây giờ mình đem con Cẩm Lan em ruột của Cẩm Chướng đi triệt sản thì sau khi trả Cẩm Lan về, thằng Cẩm Chướng nó xì chết luôn, làm như là con Lan nó đem cái mùi phòng khám thú y về nhà làm cho con Chướng sợ hay sao á. Con Cẩm Chướng thì nó chỉ có trốn và bỏ ăn hả suốt mấy ngày liền sau khi đem Cẩm Lan về, nhưng mà tới hôm nay là cũng êm rồi. Cẩm Lan thì được thả ra hòa nhập cộng đồng, Cẩm Chướng thì cũng chịu tiếp nhận Cẩm Lan, hai thả vẫn tiếp tục giữ cái ngôi vị leader tụ tâm linh đó. Cúng cùi thì con mèo cuối cùng trong 12 con của nhà mèo hoang đẹp cũng đã được triệt sản. Từ đây sắp tới là cái tụ tâm linh nó khỏe ghê.